Một pha đập cầu rất mạnh của Việt Anh. Điểm 1-0 cho đôi Việt Anh. Thầy Việt và Anh. Việt và Anh. Hello Nguyễn Việt Toàn, hôm nay không ra sân này em, hay mà mày đang ngồi đâu đây? Không ra. Hello Viên Nguyễn Huyền Trân. Chào mừng đến các bạn đến với live stream của Hùng. Hôm đây là một trận đấu rất hay và chuyên nghiệp dưới những tay vợt hàng đầu của sân cầu Long Học Viện Tài chính. Phía bên này là Tùng Dương đến từ Đại học Mỏ Địa chất và Trường Sơn đến từ Học viện Chính trị Công an Nhân dân. Phía bên kia là thầy giáo Quốc Việt và vận động viên Nguyễn Việt Anh. Vâng, một pha đập cầu rất mạnh và hiểm hóc của Việt Anh, tuy nhiên cầu ra ngoài. Điểm cân bằng 2-2. Tùng Dương phát cầu. Vâng, rất tỉnh cầu. Điểm 3-2. Hello Chen Long, hello Hoàng Hải, hello Nguyễn Đình Duy. Chào mừng các bạn đến với live stream của Hùng. Và Hùng vừa mới ra sân, tự nhiên lại gặp một trận cầu hay như vậy. Vừa mới ra sân đã bắt gặp trận cầu hay như vậy, nên là Hùng ngay lập tức đã mở máy và live stream. Phía bên kia là thầy Việt của Học viện Tài chính, là kiện tướng của cầu lông Việt Nam. Tuy là thầy đã nghỉ cầu rất lâu rồi, nhưng mà thầy đánh vẫn rất hay. Tay của thầy rất dị. Và Hùng càng khen thì thầy đánh càng lôi. Hùng cứ khen ai là người đấy đánh lôi các bạn. Hello Hoàng Hải, hello Nguyễn Đình Duy, hello Hoàng Thu Hiền, hello Chen Phạm. Hello La Trung Dũng, cảm ơn La Trung Dũng đã chào mình. Việt Anh đập cầu rất mạnh, tuy nhiên hai vận động viên bên này thủ cầu cũng rất dài. Vẫn còn, rất tiếc, thầy đập quá hiểm hóc. Cảm ơn Hoàng Thu Hiền đã vẫy tay với anh. Xin chào Lê Xuân Giang, chào mừng các bạn đến live stream của Hùng. Đây là trận đấu giữa các lông thủ hàng đầu của sân cầu lông Học viện Tài chính. Vâng, lại là một pha xử lý cầu trên lưới lỗi của thầy Quốc Việt. Hoàng Quốc Việt, nay mình... Hello Thành Trường, cảm ơn Thành Trường đã vẫy tay với Hùng. Hello Hải, BMT đây là một trận đấu phải nói là mang đậm tính chuyên môn luôn, bởi vì tất cả các tay vợt đánh rất tốt. Các bạn xem, nhìn những đường cầu các bạn biết là trình độ của các tay vợt này như nào. Đều là những tay vợt đã có tên tuổi và đạt khá nhiều thành tích. Hello Khổng Thu Trang. Hello Trịnh Hiếu cổ vũ cho Tùng Dương đây. Vâng, Việt Anh vẫn rất dài, các bạn xem. Những đường cầu cực kỳ hay, một pha hai nhịp rất hay của Tùng Dương, tuy nhiên cầu ra ngoài. Quốc Việt rất tỉnh cầu. Hello Hậu Đinh Lê. Ngày mai thì Hùng sẽ live stream các trận đấu vô cùng hay và kịch tính của giải cầu lông báo tuổi trẻ thủ đô. Giải cầu lông học sinh sinh viên tranh cúp báo tuổi trẻ thủ đô. Vâng, liên tục là những pha tấn công. Vâng, một pha xử lý cầu lỗi vẫn còn quá hay các bạn ơi. Đúng là Hùng vẫn còn, rất tiếc. Chuẩn rồi anh Nguyễn Duy Phong ơi, đây là sân cầu Học viện Tài chính. Hello Linh Quang Nguyễn, hello Phượng Vi Đoàn. Phía bên kia là thầy Quốc Việt. Thầy đánh rất dị. Rất hay, đây mới gọi là một trận đấu lâu lắm rồi thì Hùng mới thấy thầy Việt đánh thật tay. Bình thường thầy đánh nhả lắm. Khi mà chưa gặp đối thủ thì thầy đánh nhả, nhưng có vẻ những vận động viên phía bên này cũng khá là mạnh. Tùng Dương đến từ Thái Nguyên và Ngọc Sơn cũng đến từ Thái Nguyên. Hello Nông Tê Đạt, hello Nguyễn Thành Đạt. Sao bảo chưa đi? Bác nội cháu đi từ hôm qua rồi. Hello Nguyễn Hà. Vâng, rất tiếc. Một pha bỏ cầu rất đáng tiếc của Ngọc Sơn. Việt Anh phát cầu. Vâng, một pha gõ cổ tay rất tốt của Tùng Dương. Ngay sau đó thì là một pha chêm cầu cực kỳ cắm của Ngọc Sơn. Điểm bao nhiêu rồi Dương này? Điểm 17. Cặp đôi phía bên này tỏ ra sức trẻ và sức chiến đấu rất cao. Một pha phản cầu rất hay của thầy Quốc Việt. Quá hay luôn các bạn ơi.
Hello Lê Thanh Tùng, hello Nguyễn Hà, chào mừng các bạn đến với sân cầu lông của Học viện Tài chính để đón xem trận đấu vô cùng kịch tính giữa bốn tay vợt hàng đầu của sân. Phía bên này là Ngọc Sơn và Tùng Dương đến từ Thái Nguyên. Phía bên kia là Việt Anh và Quốc Việt đến từ Học viện Tài chính. Vâng, một pha bắt bài rất nhanh của thầy Quốc Việt, tuy nhiên cầu không qua lưới. Ngọc Sơn phát cầu. Vâng, thầy Việt nổi tiếng với những pha xử lý cầu rất khéo léo ở trên lưới. Thầy có thể nói là một trong những cao thủ hàng đầu về đánh lưới. Vâng, lại là một pha kê lưới cho đồng đội đập. Rất tiếc Việt Anh hơi tạ rồi, hơi nặng, có vẻ là bật không cao nên đập vào lưới. Hello Lê Đức Linh, xin chào Lê Đức Linh. Mình mong muốn được làm quen với tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem live stream của Hùng. Vâng, một pha đập cầu không nương nể gì của Tùng Dương. Rất ghét. Đề nghị trọng tài đọc điểm nhá. Điểm 13-10, Tùng Dương phát cầu. Vâng, một pha hai nhịp ngẫu hứng của Tùng Dương, tuy nhiên rất phế các bạn. Rất là phế. Cảm ơn Lê Đức Linh đã có lời hỏi. Đây là sân cầu lông Học viện Tài chính nhá các bạn. Rất nhanh, rất nhanh. Hello Minh Phan Thế. Hiện tại thì ở trên sân cầu lông Học viện Tài chính có khoảng 50 vận động viên đang chờ để vào sân. Chưa bao giờ Hùng thấy sân cầu lại đông người như vậy. Hello 14 người xem, các bạn có thể chào Hùng được không? Để Hùng chào lại các bạn nào. Hùng mong muốn được làm quen với tất cả các bạn. Hùng mong muốn được làm quen với tất cả các bạn. Đéo, thằng nào đéo. Vâng, tưởng rằng sẽ có một pha xử lý, một pha cứu cầu vi diệu, tuy nhiên quá hay, trận kèo này quá hay luôn. Vâng, lại là một pha xử lý cầu không tốt của thầy Quốc Việt, đổi sân rồi. Tùng Dương, Ngọc Sơn đến từ Thái Nguyên. Đổi sân, điểm 16 rồi. 16-13, đôi Tùng Dương và Ngọc Sơn vẫn tiếp tục dẫn với điểm khoảng cách tương đối an toàn, 3 điểm. Tuy nhiên phía bên sân bên này vẫn lên được. Phía bên sân bên này đánh sẽ dễ dàng hơn. Phía bên kia sẽ hơi lóa do một bóng điện ở bên kia đã bị cháy rồi các bạn. Nên rất có thể trong nửa set đấu này cặp đôi Quốc Việt và Việt Anh có thể lật kèo. Tùng Dương bắt bài rất nhanh, tuy nhiên anh đã bị lệch pha rồi, rất tiếc. Thầy Quốc Việt phát cầu. Hello Vũ PG, em chào anh Vũ PG, cảm ơn anh đã thường xuyên theo dõi live stream của em. Đây là một trận đấu rất hay cả về mặt chuyên môn lẫn mặt chưa nghĩ ra. Ok, xin chào 130 người xem. Rất là kinh. Chào mừng các bạn đến với sân cầu lông Học viện Tài chính để theo dõi trận cầu rất hay, trận cầu giao hữu cũng như là trận kèo rất hay của những vận động viên hàng đầu. Phía bên này là Việt Anh, thành tích cao nhất của anh đã từng đạt giải nhất hội khỏe vận động toàn quốc. Và phía bên này là thầy Quốc Việt, cũng đã từng trong đội tuyển quốc gia Việt Nam. Phía bên kia là Tùng Dương đến từ Thái Nguyên, thành tích cao nhất là nhì giải vô địch tỉnh Thái Nguyên. Và Ngọc Sơn cũng có rất nhiều những thành tích ấn tượng tại trường cũng như là tại quê hương của mình. Vâng, một pha đập cầu như búa bổ của Việt Anh. Tùng Dương không thể nào thủ được. Có thể nói đây là một video đang test chất lượng của live stream để ngày mai có thể gửi đến các bạn những trận đấu hay và hấp dẫn nhất của giải cầu lông học sinh sinh viên thành phố Hà Nội trên cúp báo Tuổi Trẻ Thủ Đô năm 2018. Điểm đang là 16-20. Điểm 16-20. Thầy Quốc Việt phát cầu. Hello, chào mừng tất cả bạn đến với trận đấu vô cùng kịch tính. Một pha bắt cầu trên lưới rất hay của Tùng Dương. Đã đánh lừa cả hai vận động viên phía bên này. Vâng, Việt Anh rất vội vàng rồi. Theo ông quan sát và trong quá trình anh em đánh với nhau thì mình thấy Việt Anh
có một tâm lý thi đấu thực sự không được tốt cho lắm. Hello Ngô Chí Dũng, hello Nguyễn Huy Hoàng. Vâng, có vẻ lâu lắm rồi thì thầy Việt chưa được đánh một trận cầu căng như này. Đây là những pha xử lý cầu của thầy còn thiếu phần chính xác. Tùng Dương rất tự tin. Vâng, rất gắt. Rất chói ạ. Không thể nào có thể cản phá được pha cầu trên lưới vừa rồi của thầy Việt. Trận đấu này đậm chất chuyên môn, tất cả các vận động viên đều có trình độ kỹ thuật cao và đều có những thành tích rất ấn tượng. Hello, xin chào tất cả mọi người có thể chào Hùng để Hùng chào lại bạn không? Hùng mong muốn được làm quen và kết bạn với tất cả mọi người. Vậy các bạn hãy chào Hùng đi để Hùng chào lại bạn nào, để chúng ta làm quen với nhau nào. Hùng đọc tỷ số đi. Hello Hoàng An, hello Tuyết Phạm. Điểm 24-19. Vâng, Tùng Dương vẫn còn rất khỏe, anh vẫn còn hô hào được. Một pha xử lý cầu trên lỗ lưới hơi lỗi của Tùng Dương. Ngay sau đó thì Quốc Việt đã có một pha bắt lưới rất nhanh và không thể cản phá. Điểm rút ngắn 20-24. Tùng Dương tỏ ra chủ quan những pha cầu cuối cùng này của mình và đánh đổi và lại những điểm số mất không đáng có. Việt Anh phát cầu 21-24. Trận đấu chưa kết thúc, chúng ta chưa thể biết được kết quả như nào. Vâng, một pha xử lý cầu rất chủ động của thầy Việt, tuy nhiên nó không chính xác rồi. Điểm 25-21, Ngọc Sơn phát cầu. Hùng không hiểu tại sao Ngọc Sơn lại không thủ được quả đường cầu đấy. Có lẽ là sân bên kia hơi chói hay chăng? 22-25, khoảng cách 3 điểm thôi. Đấy, ông đã nói rồi, chả có thể nói trước được điều gì cả. Tùng Dương tỏ ra khá vô duyên trong pha xử lý cuối cùng của mình. Vâng, một pha đập cầu rất mạnh, ngay sau đó Tùng Dương đã đáp lại bằng một viên gạch. Thầy Việt không thể đỡ nổi. Điểm lại được lưới rộng 26-23. Có thể nói hai bên đều có những thánh đập. Nếu các bạn mong muốn đạt những thành tích cao trong các giải đấu, các bạn hãy đến với sân Học viện Tài chính, nơi sản sinh ra rất nhiều các long thủ đã đạt những thành tích rất cao. Hãy đến với sân cầu lông Học viện Tài chính. Hello Trần Dương, hello Hoàn Cốc, hello Như Huyền, chào mừng. Xin chào tất cả các cô gái xinh đẹp, tất cả long thủ xinh đẹp của chúng ta. Đã lâu lắm rồi thì anh không gặp Như Huyền. À, hôm qua vừa gặp Như Huyền, nhưng mà đã lâu lắm rồi anh không gặp Như Huyền ở trên sân. Đã lâu lắm rồi tôi cũng chưa được gặp Như Huyền. Thôi đừng dung em ơi. Hello Giang Nguyên, Giang Nguyên cũng là một long thủ rất xuất sắc. Sau khi được đào tạo vài buổi đánh kèo trong Học viện Tài chính thì anh đã đạt được rất nhiều những thành tích vô cùng ấn tượng. Thành tích cao nhất là vô địch giải cầu lông Kawasaki và rất nhiều các giải đấu lớn khác anh cũng đã giành giải. Chứng tỏ rằng sân Học viện Tài chính là nơi sản sinh ra rất nhiều nhân tài, nơi đào tạo. Những trận đấu ở đây vô cùng khắc nghiệt, vô cùng khắc nghiệt. Hello anh, chào Như Huyền. Như Huyền ngày mai đi cổ vũ cho đội cầu lông Học viện Tài chính và đội cổ vũ cho đội mỏ nha em ơi. Cần một vé cổ vũ của Như Huyền nào. Những pha xử lý, vâng, quá khó, một pha trận cầu ngang cực kỳ khó, cầu đi rất lơ, có thể nói là lá vàng rơi, rất sát lưới. Đang là những điểm số cuối cùng rồi, tại sao Tùng Dương lại có một pha phát cầu lỗi như thế? Càng về cuối trận tôi thấy Tùng Dương tỏ ra thi đấu không được tốt. Vẫn còn. Vâng, lại là một pha chặn cầu, tuy nhiên trong trường hợp này cầu không qua lưới mất rồi. Ngọc Sơn có chiều cao rất tốt. Tuy nhiên pha xử lý vừa rồi lại không thực sự chính xác. Việt Anh phát cầu. Không có cách nào để có thể cản phá đường cầu vừa rồi. Điểm 28-29 rất căng thẳng. Việt Anh phát cầu. Vào lưới không? Một pha vô cầu vào lưới chăng? Vẫn còn. Tùng Dương đập cầu.
Việt Anh đập cầu. Một pha đập cầu rất mạnh, tuy nhiên cầu ra ngoài sân mất rồi. Điểm 30-28, điểm cuối cùng của trận đấu. Điểm 30-28. Hello Vũ Long Hà, chào mừng bạn đến live stream của Hùng. Rất vui được gặp bạn trong live stream. Vâng, lại một pha xử lý cầu lỗi của Tùng Dương. Rõ ràng Tùng Dương tỏ ra rất tạ trong những pha cầu cuối cùng của mình. Tôi nói thế không phải để chê Tùng Dương đâu. Tôi mong muốn Tùng Dương có những pha xử lý hay hơn về cuối trận này thôi. Một pha xử lý cầu lỗi của Ngọc Sơn, điểm san bằng 30 đều. Một trận đấu rất căng thẳng và kịch tính. Wow, 30 đều anh em ạ. Đằng sau lưng Hùng đây có khoảng 500 cổ động viên đang đứng chém gió. Vâng, một pha bắt cầu trên lưới rất nhanh của thầy Việt. Phải nói thầy Việt có những pha xử lý cầu trên lưới cực kỳ đẳng cấp. Không hổ danh là một trong những tay vợt đã từng trong đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đều đi, thầy Việt bắt lưới rất hay. Vẫn lên, ngoài. Điểm. Kết thúc trận đấu. Cảm ơn tất cả các bạn đã livestream của Hùng, xem livestream của Hùng. Hello Đinh Minh Tú, cảm ơn Linh Minh Tú đã theo dõi livestream của Hùng. Goodbye Chiến Nguyên. Việt Anh không ra được cầu đơ, không ăn được đâu. Ôi, vẫn chưa kết thúc bạn ơi, 31 đều nha. Điểm đang là 31 đều. Ra cầu đơ ăn hành là đúng rồi, nhưng mà Chiến ra cũng ăn hành suốt còn gì. Rất mạnh. Một pha xử lý cầu lỗi của Ngọc Sơn. Vâng, đôi Việt Anh và Quốc Việt, thấy Quốc Việt đang tạm dẫn trước 32-31. Liệu đấy. Vâng, Ngọc Sơn tỏ ra rất vô duyên và rất đáng tiếc. Anh chưa có đủ bản lĩnh cho của nhà một nhà vô địch rồi.